Bài thuốc đông y chữa bệnh từ cây hoa hướng dương. Cây hoa hướng dương không chỉ tượng trưng cho nguồn năng lượng vô cực, sức mạnh, nhiệt huyết, lòng thủy chung, ý nghĩa may mắn và hạnh phúc, mà chúng còn là vị thuốc đông y với nhiều tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe. Cây hoa hướng dương được biết đến với những tên gọi khác như hướng dương quỷ tử, quỷ hoa tử, thuộc họ nhà cúc. Toàn bộ các bộ phận của cây hoa hướng dương đều được dùng để làm thuốc. Theo đông y, hoa hướng dương có tác dụng trừ phong, sáng mắt, chữa chóng mặt, váng đầu, mặt sưng phù, đồng thời còn dùng để thúc sinh cho phụ nữ. Hạt hướng dương có vị ngọt, tính bình, không độc, tác dụng tư âm bổ hư, tính tâm an thần, dùng cho các trường hợp chán ăn, đau đầu, suy nhược thần kinh, đại tiện ra máu, sởi không mọc được. Vỏ hạt hướng dương để chữa trị ù tai. Khay hạt hướng dương hay còn gọi là quỳ phòng, hướng nhật quỳ hoa bàn, hướng nhật quỳ hoa thác có tác dụng chữa hoa mắt, đau đầu, đau răng, đau dạ dày, sưng đau lở loét, phụ nữ thống kinh. Hoa hướng dương có tác dụng tăng cường tiêu hóa và chữa cao huyết áp, lõi thân cành hay còn gọi là hướng nhật quỳ kinh tâm, hướng nhật quỳ ngạch tâm. Có tác dụng chữa tiểu khó, tiểu buốt, sỏi đường tiết niệu, tiểu tiện ra máu. Rễ cây hướng dương có tác dụng chữa ngực, sườn và vùng thượng vị bị đau nhức, chữa đòn ngã chấn thương, mụn nhọt lở loét, thông đại tiểu tiện. Bài thuốc chữa bệnh từ cây hoa hướng dương. Theo Giang Tây Thảo Dược Thủ Sách, lõi thân và cành cây hướng dương 15-30g, giã nát, hãm nước sôi, lọc bỏ bã, thêm đường phèn và uống mỗi ngày có tác dụng chữa ho gà. Hạt hướng dương luộc với trứng gà, ăn trứng gà và uống nước thuốc có tác dụng điều trị mắt kém, thị lực giảm. Để chữa sản khí, tinh hoàn sưng đau, dùng rễ cây hoa hướng dương 30g sắc với đường đỏ uống. Lá hướng dương khô 30g, lá tươi 60g, thổ ngưu tất 30g, sắc nước uống thay trà trong ngày có tác dụng chữa cao huyết áp. Khay hạt hướng dương 1 cái, dạ dày lợn 1 cái nấu canh ăn có tác dụng chữa đau dạ dày và đau bụng. Để chữa tiểu tiện nhỏ giọt, dương vật đau buốt chỉ cần dùng rễ cây hoa hướng dương tươi 30g sắc với nước uống, hoặc dùng lõi thân và cành cây hướng dương 15g sắc nước uống mỗi ngày một thang, dùng liên tục trong nhiều ngày. Trường hợp ung nhọt sưng tấy, lở loét, dùng khay hạt hướng dương thiêu tổn tính, nghiền thành bột mịn, hòa với dầu vừng, bôi vào chỗ bị bệnh. Hay dùng khay hạt hướng dương, rễ câu kỳ tử, mỗi thứ 10-15g luộc với trứng gà, ăn trứng gà và uống nước thuốc có tác dụng chữa đau răng. Cũng theo Giang Tây Thảo Dược Thủ Sách, khay hạt hướng dương 30-60g sắc lấy nước, hòa thêm đường đỏ uống trong ngày có tác dụng chữa cho phụ nữ trước hoặc sau trong lúc hành kinh, đau bụng dưới, đau tức. Theo Tứ Xuyên Trung Dược Chí, rễ cây hướng dương, hạt mùi, tiểu hồi hương mỗi vị 10g sắc nước uống có tác dụng chữa trị thượng vị đau tức do ăn không tiêu. Theo dân gian thường dùng thảo dược hối biên, vỏ hạt hướng dương 15g sắc nước uống thay trà trong ngày có tác dụng chữa ù tai. Theo Tuyền Châu Bản Thảo, rễ cây hoa hướng dương giã nát, vắt lấy nước cốt, hòa thêm một chút mật ong uống, mỗi lần uống 15-20g, ngày uống 2-3 lần, bài thuốc có tác dụng trị đại tiện không thông. Theo Phúc Kiến Dân Gian Thảo Dược, hạt hướng dương đã bóc vỏ 30g, đem hãm nước sôi trong 1 tiếng, sau đó pha thêm chút đường phèn uống trong ngày có tác dụng chữa kết lị, đại tiện, xuất huyết. Theo Thực Phật Dược Dụng Chỉ Nam, để chữa phì đại tuyến tiền liệt thì dùng khay hạt hướng dương 1 cái và mật ong lượng thích hợp, trong đó khay hạt thái nhỏ, sắc 2 nước, trộn nước đầu và nước thứ hai, thêm mật ong vào cho đủ ngọt, uống thay trà trong ngày. Theo Trung Dược Đại Từ Điển, bài thuốc hướng dương bỏ hết hạt, thái nhỏ, sao vàng, tán thành bột mịn, ngày uống 3 lần mỗi lần 9-15g, hòa với rượu hoặc nước sôi có tác dụng chữa viêm tuyến vú. Tuy nhiên cần lưu ý, khi uống lần thứ nhất ra mồ hôi mới có kết quả. Theo Trung Thảo Dược Tân Y, liệu pháp tư liệu tuyển biên,
Dùng lõi thân và cành cây hướng dương đã giã nát đắp vào chỗ chảy máu sẽ có tác dụng trong việc ngoại thương xuất huyết. Theo Tô Y Trung Thảo Dược Thủ Sách, dùng lõi thân và cành cây hướng dương một đoạn khoảng 60cm và rễ rau cần cạn 60g dùng liên tục trong nhiều ngày có tác dụng chữa tiểu đường thấp. Cũng theo Tô Y Trung Thảo Dược Thủ Sách, lõi thân của cành cây hướng dương có một đoạn khoảng 1m cắt ngắn, sắc nước uống mỗi ngày một thang, dùng liên tục trong vòng một tuần có tác dụng chữa sỏi thận, sỏi đường tiết niệu. Hy vọng với những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều kiến thức trong việc sử dụng hoa hướng dương trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của mình. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại! Nếu bạn đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và học tập về y học cổ truyền, hãy nộp hồ sơ về trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Tại đây, trường sẽ liên tục tuyển sinh lớp y sĩ y học cổ truyền tại địa chỉ 215 Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn tuyển sinh 096 881 6981. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ video ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!